Let's go! Khi bác sĩ cần giúp đỡ. Tôi đang đến rồi. Ôi không, đây là vụ va chạm rất mạnh. Cô có sao không ạ? Bình tĩnh đã, cháu gọi xe cứu thương nhé. Vâng ạ. Cố lên, bác đến ngay. Có người lớn nào quanh đây không, các cháu? Không ạ. Được rồi, chúng ta nên... Chà, Wufu và Pando nhanh ẩu đoảng quá. Không phải thế. Hai cháu cần phải vệ sinh vết thương bằng nước sạch trước. Vâng ạ. Của cô ơi ạ. Giờ cháu bôi thuốc lên đi. Băng bó sẽ là bước cuối cùng. Vâng ạ. Các bạn đã nhớ quy trình xử lý vết thương chưa nào? Đợi bác một chút nhé, bác đang tắc đường quá. Thời tiết ngay một nắng gắt, các bạn ấy nên làm gì bây giờ? Chúng mình phải chuyển cô ấy đến chỗ có bóng râm. Khi muốn di chuyển bệnh nhân, hãy dùng càng cứu thương nhé các bạn ơi. Wufu có những người bạn thật tốt bụng. Cảm ơn các cháu. Vâng ạ. Những em bé Noel. Sao trông cứ phu bồn chồn thế nhỉ? Năm nào tớ cũng nhận quà Giáng sinh rất muộn. Ấy liền à. Cậu thông cảm nhé, Wufu ơi. Ông già Noel bận lắm. Không. Hãy đọc thật to câu thần chú rơi bỏ hộp quà đi nào. Jingle, jingle, jangle. Bắt đầu nào. Cùng Wufu trải nghiệm một lần làm ông già Noel nào các bạn ơi. Bắt đầu. Không ngờ rằng làm ông già Noel lại khó vậy. Đúng, ông già Noel cũng phải rèn luyện rất nhiều. Ở hành tinh Tuyết có một nơi chuyên đào tạo em bé để trở thành ông già Noel đấy. Tăng cao. Jingle, jingle, jangle.
Bắt đầu nào. Bây giờ chúng mình hãy cùng Goofy và Alien khám phá nơi đào tạo ông già Noel nhé. Bé con, nếu món quà to quá thì hãy đựng trong hộp lớn nhé. Các bạn thấy đấy, để trở thành ông già Noel cũng cần phải tập luyện rất vất vả. Christmas comes to town, sing with our friends now. Christmas comes to town, let's wah, wah, wah. Jingle, 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 wah. Jangle, 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 wah. Jingle, jangle, jingle, jingle, jangle, wah. Ôi trời ơi. Tặng cháu. Cảm ơn ông. Tiệm làm đẹp cho em bé. Để xem hai anh em sẽ làm đẹp cho Jenny như thế nào đây. Jenny vẫn còn là một em bé thôi, nên da của em ấy vẫn còn rất nhạy cảm. Dạ vâng thưa mẹ. Bình thường em ấy cũng dễ thương mà. Bố sói trông dữ dội quá. Đi làm cùng với bố. Cùng đến sở thú thôi nào các con. Okay. Tôi nghe. Nhất trí. Bố có việc gấp ở cơ quan rồi hai con. Không. Chúng con sẽ đi cùng bố, rồi ta đến sở thú sau cũng được ạ.
Chà, các bạn nhỏ đã được đến cơ quan của bố mẹ chưa? Hai con chơi ngoan trong khi bố làm việc đấy. Để con giúp bố. Húp Phu và Lucy đang rất vui khi được khám phá văn phòng làm việc của bố. Cảm ơn con đã giúp bố. Nhưng hai con có thể ngồi chơi rồi. Có ai ăn bim bim và uống nước không? Đầu anh đã được bảo vệ rồi nhé Lucy. Anh ơi. Hai anh em định làm gì đây? Trời, hai anh em định đua ghế xoay ư? Các con không được phép tự ý nghịch ngợm như vậy đâu, nghe chưa hả? Con xin lỗi ạ. Nhưng cũng may là không ai bị thương. Giờ thì ta dọn dẹp trước khi đến sở thú thôi nào. Được chứ? Phòng chơi điện tử bí mật. Không chơi điện tử nữa, Húp Phu. Cứ nghĩ đến việc sẽ thua Bù Phô là Húp Phu không thể chịu được. Em sẽ mách mẹ nếu anh vẫn tiếp tục chơi. Chà, đồ Húp Phu lén chơi điện tử được nữa đấy. Nhìn kìa. Wow, món bảo bối của Alien sẽ giúp gì cho Húp Phu đây? Có thể phát ra tiếng động ư? Mẹ ơi! Hả? Do con tưởng tượng thôi. Con đã bảo mà, con robot đó là thật.
Ôi là trời, căn phòng bí mật đằng sau bức tranh của Húc Phu đã bị bại lộ. Chơi điện tử nhiều như vậy không tốt cho mắt của con đâu nhé, Húc Phu. Anh làm em hết hồn. Con xin lỗi, con sẽ không làm thế nữa ạ. Các bạn nhớ nhé, đừng chơi điện tử quá nhiều. Hợp nhất. Anh hùng Húc Phu. Các em hãy vẽ siêu anh hùng chân thực nhất có thể. Cha, chúng ta cùng xem bức vẽ của bạn nhỏ nào sẽ giành được chiến thắng trong cuộc thi vẽ ngày hôm nay đây. Cảm ơn cậu. Ôi không, Vicky đã cháo ruột bút màu sang màu đen rồi. Nhìn này, nhìn này. Húc Phu vẽ kẻ xấu đây, Húc Phu. Thì ra Vicky muốn chơi xấu, không muốn Húc Phu có thể thắng cuộc. Các em, đến giờ nộp bài thi rồi cả lớp. Một anh hùng cần phải ngầu. Một anh hùng cần phải thông minh. Một anh hùng cần phải khỏe mạnh. Một anh hùng cần phải nhanh. Một anh hùng có thể là bất kỳ ai mà Húc Phu. Hợp nhất. Ôi cha cha, người nhện kết hợp với Venom sẽ có sức mạnh như thế nào bây giờ? Xin rồi đó, các con. Đừng lo lắng quá, ai sẽ là người dũng cảm nhất hôm nay nhỉ? Oh.
còn chưa cảm nhận được gì luôn. Đau quá. Ôi trời, Cát cố tình giả đau để trêu chọc hai bạn đây mà. Cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. À, Wufu lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Có xong rồi, mình về nhà thôi, nhanh lên. Sao mà nhanh thế nhỉ? Wufu, cháu chạy đi đâu đấy? Không đau như cháu nghĩ đâu, chỉ như kiến cắn thôi ấy mà. Đúng là chẳng đau chút nào à. Còn nhỏ quá. Lucy nảy ra ý tưởng gì vậy nhỉ? Em sẽ khiến anh đổi ý. Lucy. Đó là chiếc điều khiển tuổi nhé Lucy. Vâng ạ. Nào chúng ta cùng xem. Lucy sẽ sử dụng chiếc điều khiển từ xa của Alien để làm gì đây? Nếu em lớn hơn anh chị, anh phải chơi cùng với em. Ôi trời, Wufu và bạn của mình đều đã trở thành em bé rồi. Từ giờ, anh chị phải làm theo em nói. Đã có thể thoát khỏi chiếc lồng của Lucy. Thank you.
vậy nữa đâu. Woofu nổi tiếng. Wow, đây chẳng phải là Buffo sao? Cha, có vẻ như Buffo là một học sinh nổi tiếng trong lớp. Buffo nghĩ ra ý tưởng gì vậy nhỉ? Ta được sự nổi tiếng đi, Buffo. Thật không thể tin được, giờ đến ngay cả Buffo cũng hâm mộ Buffo. Cậu chủ phải tới buổi gặp mặt người hâm mộ ngay bây giờ. Trời, Buffo còn chưa được nghỉ ngơi một chút nào. Tuyệt vời, là một người bình thường vẫn là tốt hơn. Ôi, Buffo và các bạn sao lại bị thương thế này? Bốn vị thần nguyên tố nhập viện. Chúng ta hãy đánh bại quái vật và bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng ai là quái vật đây? Bố ơi, bố đóng giả quái vật được không ạ? Không, bố đang chơi với em ạ. Ôi không, bố sói phải làm gì bây giờ? Chúng ta kết hợp cả hai trò lại thì sao nào? Đừng buồn nữa Lucy, em sẽ có nhiều bệnh nhân hơn đấy. Wow, thật là tò mò, không biết ý tưởng của Cat là như thế nào đây ta. Rồi, các vị thần nguyên tố đã bị phản công.
cứu anh chị. Cha, và như vậy Lucy đã có dịp để trổ tài. Quái vật này khỏe hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng đấy. Những túi thuốc này sẽ gia tăng sức mạnh cho bốn anh chị, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi ạ. Anh chị cố lên. Đợi chút nhé, bố sẽ tạo trò truy tìm kho báu cho hai con. Dạ vâng ạ. Trong suy nghĩ của Wufu, truy tìm kho báu ở trên rừng sẽ có rất nhiều điều thú vị. Kho báu bí mật được giấu ở ngoài sân. Mau đi tìm nào. Dễ ợt như ăn kẹo. Chả vui gì cả. Con không chơi đâu bố ạ. Cứ thử chơi, xem trò này có vui không nhé. Các con, nhớ đến cây táo để lấy gợi ý đấy. Vâng ạ. Các bạn đã sẵn sàng đi tìm kho báu với Wufu và Lucy chưa nào? Trái, phải, trái, gấp đi. Khoan hô, Wufu thật thông minh. Giờ thì xem kho báu được giấu ở đâu đây. Wow. Anh ơi! Wow! Tuyệt vời! Cách giải quyết vấn đề của Lucy sáng tạo quá đi! Trò chơi nào của bố cũng vui Lucy nhỉ? Đúng rồi! Có chuyện gì với hai binh sĩ vậy? Mũi tiêm của binh sĩ. Lucy ơi, hôm nay đến lịch con đi tiêm đấy, con đi không? Không đâu, con không muốn đi tiêm một chút nào. Con à, tiêm phòng giúp con kháng được virus đó. Con đủ
dùng sức khỏe để chiến đấu với tất cả bọn virus đó nè. Để xem, với khả năng của mình, Lucy sẽ chiến đấu với virus ra sao? Không ổn rồi! Để giúp Lucy và Amy đây. Nếu không có sự chuẩn bị thì làm sao có thể đánh bại được virus chứ? Bây giờ không thể có virus nào làm hại các bạn được nữa. Wow, nhờ những mũi tiêm mà hai binh sĩ đã được bảo vệ tuyệt đối. Sói được đi đâu thế nhỉ? Hy vọng hai anh em cậu sẽ thích chuyến tham quan bảo tàng vũ trụ hôm nay nhé. Tuyệt vời. Nhanh lên anh ơi. Tớ phải ra ngoài một lúc. Hai anh em cứ đi tham quan. Nhưng tuyệt đối không được đụng chạm vào đồ trưng bày. Nhớ chưa? Nhất trí. Ngồi lên cái tàu đó được không ạ? Đi mà anh ơi. Chỉ một lát thôi đấy. Dạ vâng ạ. Vậy là hai anh em không nhớ lời dặn của Alien rồi. Trời, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Những tên trộm kia, hãy xem sức mạnh của ta đây. Nguy hiểm quá. Có phải cậu đã đang vẽ bức tranh kia không? Tất cả những hiện vật tại đây, chúng đều được lắp đặt thiết bị chống trộm. Wow.
động vào đồ ở bảo tàng là hành động không tốt đâu. Bà ngoại! Ôi, sao hôm nay trông bà ngoại lạ vậy? Lucy! Trời, vậy người kia là ai? Cô bé quàng khăn đỏ đang gặp nguy hiểm. Mình sẽ mang bánh cho bà ngoại. Chắc chắn bà sẽ rất vui. Lucy đang đứng giữa một ngã ba. Dừng lại. Lucy, đường này an toàn hơn. Nhưng đường này thì lại có nhiều hoa đẹp hơn à. Ôi không! Anh về đi. Em chỉ muốn hái có mấy bông hoa. Thế thì có gì mà nguy hiểm cơ à? Nào chúng ta cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra với Lucy đây. Ôi trời, một con sói giả gian ác thật sự. Nè anh đừng đùa nữa. Nhà bà ngoại ở ngay trước mặt rồi ạ. Thật may, bà ngoại đang không có ở nhà. Bà ngoại ơi, cháu Lucy nè. Nhưng bây giờ người mở cửa cho Lucy chính là con sói giả gian ác. Tuyệt. May quá đi. Anh cháu đã kể với bác thợ săn nè. Lucy, lần sau cháu nhớ đi đường mà anh bảo đấy. Nếu đi đường khác thì cháu rất có thể gặp nguy hiểm. Vâng ạ. Các bạn đâu rồi? Cậu lại muốn. Goofu mải chơi điện tử nên đến muộn đây mà. Các bạn ấy chuẩn bị cho sự kiện gì mà vui thế nhỉ? Các em, ngày mai nhớ đến trường đúng giờ để đi dã ngoại nhé. Cậu nghe rõ chưa à? Cậu mà đi muộn nữa là không ai chờ đâu đấy. Yên tâm đi, tớ sẽ đến đúng giờ. Ngủ ngoan nhé con yêu. Ôi trời, muộn lắm rồi mà Goofu vẫn còn chơi điện tử. Cậu ấy còn chưa chuẩn bị đồ cho chuyến dã ngoại nữa. Mai mình sẽ xếp đồ sau vậy. Vì gọi mãi Goofu không nghe máy nên các bạn đành đi trước.
phu. Đây chính là hậu quả của việc đến muộn giờ đã hẹn. Cậu mà đi muộn nữa là không ai chờ đâu đấy. Ôi, mọi người đều không để ý điện thoại. Có mà, nhưng con đến muộn quá nên mọi người không thể đợi nữa. Con sẽ không đi muộn nữa đâu ạ. Chuẩn bị đi nhé Gốc Phu, đừng đến muộn đấy. Các bạn cũng nhớ, luôn đến đúng giờ đã hẹn nha. Okay. Cùng nhau tốt nghiệp nào. Pando, Pando. Đợi đã. Pando, đợi cô. Wow, em bé Gốc Phu và em bé Pando mặc trang phục tốt nghiệp, trông đáng yêu quá đi. Sao mãi vẫn chưa thấy Pando đến nhỉ? Gốc Phu lo lắng lắm đấy. Các em ơi, 1, 2, 3. Gốc Phu, tớ đến rồi. Ngày mai các anh cũng tốt nghiệp rồi đó ạ. Nhưng đừng để xảy ra sự cố gì nữa nha. Đồng ý. Đứng lại, Lucy. Trời, Gốc Phu quên đóng cửa sổ nên gió lạnh đã ùa vào phòng. Gốc Phu, con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Không được. Sáng hôm nay con cần phải đến trường để dự lễ tốt nghiệp cùng các bạn ạ. Nghe máy đi Gốc Phu. Xin lỗi Pando. Gốc Phu đang bị ốm nên bạn không đến được nhé. Pando, đợi tớ với. Gốc Phu, con có sao không? Gốc Phu, Gốc Phu. Gốc Phu, chúc mừng ngày tốt nghiệp của chúng ta. Gốc Phu, chúng ta sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp tại nhà con nhé. Vâng ạ. Các con ơi, lại đây nào. Tình bạn của Gốc Phu và Pando thật tuyệt vời, phải không các bạn? Nancy thất hứa. Sắp tới, làng sói sẽ tổ chức một cuộc thi thời trang. Cũng may có cậu tham gia cuộc thi cùng tớ. Cứ yên tâm, ngày mai chúng ta thắng là cái chắc. Cha, Lucy và Nancy vô cùng hào hứng trong cuộc thi này. Singing and winning all we have.
Ồ, tất cả mọi người đều mặc giống hệt bộ trang phục của Lucy và Nancy. Nếu ngày mai mình hóa trang kiểu khác thì mới thắng được. Ý tưởng của Nancy là gì đây ta? Như vậy thật không nên chút nào. Được, anh sẽ đi thi với em. Phục dự thi nhưng quá muộn rồi. Đây là cuộc thi thời trang Wednesday mà cháu ơi. Không được. Rác thải có vô dụng không? Đố các bạn biết vỏ lon nước ngọt nên được vứt vào thùng rác nào nhỉ? Hãy cùng Khu Phu đến một thế giới mới để tìm câu trả lời nha. Tại sao cô lại chôn rác xuống đất vậy ạ? Đây đều là rác hữu cơ cháu à. Một thời gian nữa, chúng sẽ phân hủy thành thức ăn cho các cây rau. Wow, rác hữu cơ cung cấp rất nhiều dinh dưỡng để cây trồng phát triển. Sử dụng rác hữu cơ thôi Quốc Phu, như hoa quả, rau củ, thức ăn thừa. Cháu hiểu rồi ạ. Nhờ có mẹ của Mercat, Quốc Phu biết phân biệt rác tái chế và rác hữu cơ rồi này. Và cậu ấy còn hướng dẫn cho các bạn nữa. Quả là một hành động đẹp. Pando!
Không, cậu phải bỏ vỏ hộp sữa vào thùng rác tái chế chứ, Buffo. Để tôi cho các cậu xem. Rác thật sự rất hữu ích, phải không các bạn nhỏ? Và chúng ta cũng nhớ phân loại rác nha. Goofu rau củ và Pando đồ ngọt đang chuẩn bị vào cuộc thi đấu ư? Ăn thế nào là đúng cách? Chịu. Goofu, nhìn đây. Wow. Tớ cũng chơi trò này rồi. Nhân vật của tớ chỉ ăn rau xanh thôi, nên nó siêu mạnh luôn. Nhân vật của tớ thích gì thì ăn cái đấy, vẫn rất khỏe đấy nha. Các bạn đoán xem nhân vật nào sẽ giành chiến thắng nhỉ? Xin chào. Cuộc thi vận tay bắt đầu. Chiến nào? Bản đồ đổ ngọt đang yếu dần rồi kìa. Sai rồi, cách ăn uống của các cậu đều không đúng nhé. Đây này, cách ăn uống ra sao mới đúng, cùng xem nha các em. Không ổn một chút nào. Nhìn kìa, ai giành được số điểm tuyệt đối vậy? Và Pando hợp sức lại cũng không đánh bại được cát đâu. Các cậu muốn khỏe mạnh được như tớ thì phải ăn uống đủ chất cơ. Các em thấy không? Hãy ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe tốt như các nhé. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý.